Chào mừng quý vị khán giả đã đến với cầu vượt lắp ghép tại nút giao thông Thái Hà Chùa Bộc. Trong video clip ngắn này, chúng ta sẽ cùng đón xem những tình huống vi phạm giao thông hết sức mạo hiểm tại đây. Cầu vượt vừa được khánh thành sáng hôm nay, 26 tháng 4 năm 2012 và bây giờ là 17 giờ 30 phút chiều. Hiện tại cây cầu đã phát huy hiệu quả rất tốt. Hiện tượng ùn tắc đã hoàn toàn biến mất. Điểm đen giao thông gần đó là ngã ba Đặng Tiến Đông Tây Sơn đã biến đổi hoàn toàn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, người dân tại đây được chứng kiến một giờ tan tầm thông thoáng đến như vậy. Tuy nhiên tại đường lên cầu thì rất nhiều tình huống vi phạm an toàn giao thông đã xảy ra. Đầu tiên là các pha nguy hiểm do người đi bộ tạo ra. Hai thiếu nữ trẻ đang triển khai thế gọng kìm kẹp làn xe vào giữa. Vâng, rất nhanh và nguy hiểm. Một tình huống khó cho bất cứ lái xe nào gặp phải các chị. Và đây, áo sát nách, túi xách trắng kiểu Hàn Quốc, chị đang sải bước như trên sàn catwalk, không cần dùng cầu vượt. Liệu có va chạm xảy ra không? Chị vẫn bước. Quá rồi, thật là may mắn. Tiếp theo là một người đàn ông trung niên, anh cao khoảng 10, mặc áo phông trắng sơ vin quần hâu, vóc dáng bệ vệ nhưng anh di chuyển hết sức liều lĩnh. Mọi người phải tránh anh, một phong cách rất thiếu ý thức. Pha qua đường của một lão tướng, ông di chuyển chậm nhưng chắc chắn. Trên tay ông cầm một loại khí cụ đặc dị, khi ông giơ lên là dòng người sẽ phải ra. Hình như đó là một tờ báo cuộn tròn. Không, đó là một cây quạt. Tính xác là cây quạt. Với cây quạt của mình, cụ đã qua đường thành công và không gây tai nạn. Đúng là trẻ cậy cha già cậy quạt. Tiếp theo là pha qua đường bằng xe tay ga của một thiếu nữ. Mặc dù có biển cấm nhưng chị vẫn vòng xe. Nguy hiểm quá, một pha lạng tay lái rất dẻo. May mắn là đã không có tai nạn xảy ra. Mất đà rồi, dòng xe đang gầm lên những tiếng giận dữ khi người đàn ông lao sang làn đường ngược chiều. Liệu anh có gây tai nạn không? Rất chậm, rất chậm, rất chậm. Anh đang tỏ hết sức nguy hiểm. Như vậy là anh đã quay đầu thành công. Thật khó tin là anh chưa gây hại cho ai. Váy ngắn, giày cao gót và chở công kênh, chị đang thách thức hàng trăm mô tô và xe máy. Rất thuần thục, có lẽ chị đã vi phạm giao thông nhiều lần. Tiếp theo là pha quay đầu của một thiếu niên. Đúng là tuổi nhỏ liều cao. Không biết tại trường lớp cháu đã được học gì về luật an toàn giao thông. 1, 2, 3, đã có 3 trường hợp vi phạm luật. 4 rồi, thêm người vòng xe nơi bị cấm. Vâng, và 5 rồi, nguy hiểm quá. Nữa thì tai nạn đã xảy ra. 5 pha vi phạm giao thông trong vòng chưa đến 30 giây. Đấy chắn là chuyện ngày nào cũng có. Cuộc đời thật lắm gian nguy, tại sao đi kiểu nhà tùy thế em? Vâng, cách qua đường của chị làm tôi chợt nhớ đến câu thơ: em ngược đường, ngược nắng để yêu anh, ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi, ngược cả lòng mình tìm về nông nỗi, lãng du đi vô định cánh chim trời. Vâng, các chị đang đi theo kiểu ngược đời. Trên màn hình quý vị đang là một nam thanh niên sơ mi đi xe wave. Anh đã ra dấu xi nhan rồi. Như vậy là anh quyết định đi sang làn đường ngược chiều. Vâng, bất chấp cả ô tô, bất chấp xe máy. Anh đi quá dị nếu so với người bình thường. Vâng, rất nhanh. Ai dám nói là phụ nữ không dám liều. Thêm một nhân tố mới rồi. Một nhân tố mới. Chị không thèm đội mũ bảo hiểm và đã phi lên cầu rồi. Như vậy là chỉ còn một người đàn ông bơ vơ giữa dòng người xuôi ngược. Liệu anh có qua nổi không? Không thể hiểu nổi tại sao anh không dùng cầu vượt nơi chúng tôi đang đứng quay phim đây. Chỉ có cách vài bước chân thôi. Thưa quý vị khán giả, thành phố Hà Nội đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để nâng cấp hệ thống giao thông. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ còn cần nhiều tiền bạc và thời gian hơn nữa để nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Nếu không, những cảnh tượng này chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Chào các bạn học sinh ha. Hôm nay rất vui được gặp các bạn là trong buổi tối ngày hôm nay. Đúng như lời nó hứa là 8 giờ 11 rồi. Hồi nãy cái phần mềm nó bị trục trặc một xíu cho nên là mình lên chậm. Các bạn thông cảm. Rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu bài học với một vài cái bài tập nho nhỏ nhé. Nhưng mà trước khi vô thì chúng ta giải trí một xíu rồi chúng ta học nha các bạn nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Các bạn rủ bạn của bạn vào đi ha. Rồi chúng ta bắt đầu, chúng ta làm đúng giờ, chúng ta sẽ làm 15 phút. Rồi giải trí tiếp theo thì cho các bạn coi phim tiếp đi, chờ hơi lâu. Và nhớ các bạn rủ thêm bạn của mình vào ha, mở phim Con Heo. Các bạn rủ bạn của bạn mình vào đấy ha, bạn của các bạn vào đấy ha. Và chúng ta sẽ làm hôm nay cũng nhanh thôi. Ok, chúng ta bắt đầu với buổi học hôm nay nha các bạn nhé. Không chờ nữa. Rồi bạn Phước, bạn F5 lại đi rồi chúng ta làm việc nha. Các bạn có nghe hình ảnh ok không nhỉ? Để anh chỉnh lại. Hình ảnh ok thì chúng ta bắt đầu làm nha. Hình ảnh với âm thanh được chưa nhỉ? Cái này nó hơi chậm so với cái các bạn con một chút xíu. Tại vì nó có mất thời gian để nó up lên xong rồi các bạn down về, cho nên là nó lâu hơn một chút xíu, cho nên là nó chậm là đương nhiên. Rồi ha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta làm những bài nó gọi là lên level một chút xíu, được chưa? Và tham gia khóa học này thì phải đảm bảo các bạn là các bạn phải nắm vững kiến thức ở trên lớp rồi thì các bạn học nó mới gọi là trôi chảy được nha. Chứ học trên lớp mà không vững mà vô đây nghe là cứ như vịt nghe sấm ấy ha. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu với bài đầu tiên nha. Bài đầu tiên rồi, một bài khá là quen thuộc rồi. Xin mời một đáp án nhanh nhất, một đáp án nhanh nhất để chúng ta next sang bài khác. Cần một con đáp số nha. Chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta giải bó đáp số là chúng ta sẽ giải nha các bạn nhé. Đây, mình đang theo dõi các bạn đây. Yeah. Rồi, xin mời cánh tay giơ lên để trả lời câu hỏi này. Đáp án bài này là bao nhiêu? Thật sự mà nói các bạn đừng có chê bài dễ nha. Tại vì muốn làm được những bài khó thì các bạn phải đi từ những bài dễ. Không có đứa nào mà làm chỉ toàn bài khó không cả, mà chẳng có đứa nào thì làm toàn bài dễ mà, đúng không? Mà mình phải đi từ từ, từng bước lên thì mình mới giỏi được. Đừng bao giờ chủ quan những bài dễ, có như khi những bài dễ là làm bạn mất điểm đấy, được chưa? Ok, bài này đáp án là bao nhiêu nhỉ? 10. Bạn Hưng 10. Bạn Hưng rất nhanh. Bạn Hưng là bạn Hùng hả? Bạn Hùng là chuyên lý đúng không ạ? Chuyên lý. 10. Phước 10. Ok, bài này là bài dễ đúng không? Không có bài này không có gì khó cả, xíu là ra hai hàng là ra thôi ha, hai hàng là ra thôi, được chưa? Rồi các bạn nào làm thêm đáp án được không nhỉ? Các bạn nào ra kết quả thêm đâu nhỉ? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta giải luôn. Bài này thực ra là một bài dễ. Hôm nay chúng ta khởi động ngày mới thì chúng ta làm bài dễ một chút xíu, rồi chúng ta mới nâng dần dần lên. Anh biết rồi Hùng. Chân là cũng 10 đúng không? Rồi, như vậy là các bạn đã giải xong và tốc độ của bạn làm khá là nhanh ấy nha. Rồi, như vậy thì bài này người ta cho là quả cầu khối lượng 1 kg ha. Rồi, gắn vào lò xo kích thích cho động điều hòa theo phương ngang với tần số góc là chừng này. Khi tốc độ của vật là 60 thì lực đàn hồi tác dụng lên vật bằng 8. Đúng ạ. Được chưa? Các bạn biết là trong con lắc lò xo nằm ngang á, giờ thì lực đàn hồi của nó bằng gì nhỉ? F đàn hồi bằng K nhân với trị tuyệt đối của x, đúng không ạ? Nhân với trị tuyệt đối của x, mà K lại bằng M omega bình và mình nhân với x. Viết lại từ đây chúng ta suy ra x của chúng ta sẽ bằng gì nhỉ? F đàn hồi và chúng ta chia cho M omega bình phương, đúng không ạ? Đây là giá trị tuyệt đối bằng bao nhiêu? Lấy máy tính ra bấm F đàn hồi là chúng ta là bằng 8 này, chia cho M là 1 này, nhân với omega bình là 10 bình này. Như vậy chúng ta có là 0,008. Như vậy đáp án của chúng ta đây là x sẽ bằng là 0,08 m hay là bằng 8 cm. Nói chậm cho các bạn khác cùng hiểu ha, chứ đừng có kêu là thằng này dạy chậm nhá. Rồi, như vậy ở đây chúng ta thấy là chúng ta có x, chúng ta có v và chúng ta có omega. Như vậy chúng ta phải nghĩ ngay đến công thức độc lập thời gian, tức là a bình bằng x bình cộng với v bình chia cho omega bình. Giờ chúng ta suy ra a nó sẽ bằng căn nguyên cái đám đấy, x bình cộng với v bình và chia cho omega bình. Và chúng ta có được là đáp án là chúng ta là, và máy tính ra thì nó là 10 cm ha, thật là nhanh đúng không ạ? Rồi bài này quá dễ đúng không? Bài này quá dễ đúng không? Bị đứng hoài hả em? Bạn không thấy tiếng. Đứng hoài hả? Để anh sẽ giảm chất lượng xuống một chút xíu. Rồi. Bạn nào nghe có hình ảnh nó, âm thanh nó có chuẩn không nhỉ? Bạn Hưng, bạn Lê, bạn Hùng nghe có, bạn Hùng, bạn Lê, bạn Phước nghe có ok không nhỉ? Để chúng ta làm tiếp. Đây là đang test mic chút xíu thôi. Ra hỏi các bạn xem nó có lag không để mình điều chỉnh lại cái ấy một chút xíu. Có lag không em nhỉ? Anh mới giảm chất lượng xuống một chút xíu thì nó sẽ hơi mờ một xíu nhá, nó hơi mờ một xíu. Giảm chất lượng xuống. Hùng. Đây là đang test mic. Ok, anh đã nghe được rồi. Ok, ổn rồi ha, anh đã chỉnh rồi. Rồi, như vậy bài này các bạn nào không hiểu không nhỉ? Bài này các bạn nào không hiểu ha? Để chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta làm bài tiếp theo. Và mình thấy rất là nhiều bạn đã bán bot lên rồi. Và ok, chúng ta sẽ next sang bài tiếp theo nhé. Bài này vẽ cái vòng tròn vào đây làm cái gì? Ok. Rồi, xin mời một đáp án nhanh nhất. Hãy tỏ ra là mình nguy hiểm một xíu đi. Các bạn hãy bot đáp án lên. Và anh đang rất trông mong đáp án từ các bạn. Rồi, xin mời đáp án. Bao nhiêu nhỉ? Xin mời đáp án của bài này. Ok, có ai đáp án bài này không nhỉ? Hôm nay mạng nó làm sao ấy, nó cứ chập chờn, nó cứ dọa mình không à. Các bạn có vấn đề gì không mà không thấy ai báo đáp án lên ha? $50, bạn Phước, các bạn là Phúc. Mấy? 30. Nhìn nhầm rồi. Ủa sao nay lại mạng lại kỳ cục thế ta? Chút xíu thôi sao lại bị đứng giờ này? Ăn test thì thấy nó chất lượng nó vẫn ok lắm, không thấy bị đứng ha. Được chứ nhỉ, các bạn nào làm đáp án không nhỉ? Anh mới F5 anh không thấy được các bạn chat trước. 30, bạn Hưng có thể nói cho các bạn biết là sao 30 không nhỉ? Một công thức, bóp công thức lên cho các bạn cùng coi là sao là được 30 kết quả. Nhưng phải bây giờ tại sao chứ, đúng không? Không, em không cần F5 đâu, tại vì nó vẫn chạy bình thường mà. Anh thấy nó vẫn ok mà ta. Hôm nay mạng nó làm sao ấy. Thật sự anh cũng không biết là nó làm sao nó vậy nữa. Giờ bạn Hưng, bạn Hùng có thể nói cho các bạn biết là sao đáp án được không? chúng ta cần phải tương tác với nhau một xíu thì nó mới hay được, đúng không? Phải tận dụng tối đa cái hình thức dạy này. Ha. Như vậy các bạn test hình, test mic xem nó ok, nó đứng không, nó còn bị đứng không các bạn này, để mình làm tiếp này. Các em xem có nó còn bị giật không ta? Thấy các bạn nói vẫn là ok lắm Phước ạ. Sao lại đứng ngừng? Chà. Đánh hỏi mấy kỹ thuật kìa. Hôm anh vẫn thấy ok lắm, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ tính tiếp theo này, câu này này. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta giải câu này. Rồi ha. Như vậy bây giờ anh sẽ giải câu này, tiến hành giải câu này cho các bạn coi. Từ đây vẽ cái vòng tròn này làm cái gì cũng biết nữa. Rồi. Treo vào điểm gì, tức là một cái lò xo nó treo vào cái điểm gì, được chưa? Gì đây? Khi vật dao động điều hòa thì lực nén cực đại tác dụng lên điểm treo là 2. Còn khi lực kéo cực đại tác dụng lên điểm treo là 4. Như vậy một cái lực kéo, một cái lực nén, đúng không ạ? Một cái lực kéo và một cái lực nén. Như vậy chúng ta thấy là lực, chúng ta biết rồi, chúng ta học hết rồi là lực nén cực đại tức là F đàn hồi min á, được chưa? F đàn hồi min công thức là cái gì? F đàn hồi min bằng K delta L trừ đi A, đúng không ạ? Đúng ạ. Còn F đàn hồi hoặc là đây nó có giá trị tuyệt đối nhé, các bạn chú ý ở đây có giá trị tuyệt đối nhé. Nó có thể là A trừ delta L hoặc là delta L trừ A tùy vào những bài toán, được chưa? Được chưa? Nhưng ở đây nếu mà đã có lực nén cực đại lên điểm treo này, được chưa? Lực nén cực đại lên điểm treo thì chắc chắn ở đây delta thì A nó sẽ lớn hơn delta L, A nó sẽ to hơn delta L. Như vậy cái công thức của chúng ta sẽ viết lại đó là F đàn hồi min á, chưa? Thì nó bằng K trừ tuyệt đối A trừ delta L, bỏ trừ tuyệt đối luôn, chúng ta đổi ngược lại. Vì ở đây lực nén cực đại tác dụng điểm treo mà, tức là khi mà nó cái vật nó dao động lên á, được chưa? Thì cái lò xo nó vẫn đang bị nén một xúc và nó có lực nén, cho nên là nó 2 Newton, cho nên là chúng ta sẽ có là A trừ delta L, được chưa? Ok, còn tương tự như vậy F đàn hồi mắc, tí nữa mắc sau nha, F đàn hồi mắc là bằng 4 á, cái này là bằng 2 này, được chưa? F đàn hồi mắc là bằng K delta L cộng A rồi, thì cái này không cần quan tâm đến dấu của nó làm gì, thì nó bằng 4, được chưa? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ lập tỉ số hai này chia nhau, như vậy chúng ta lấy F đàn hồi min. Ghi đây nó không nhìn thấy, F đàn hồi min này chia cho F đàn hồi max này bằng mấy nhỉ? Min là bằng K với K bỏ này, đúng không ạ? Bằng 2 chia cho 4 bằng A trừ delta L chia cho delta L cộng với A. Delta L tức là độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. Và từ đây các em sẽ rút ra được là A của chúng ta, từ đây chúng ta suy ra được delta L của chúng ta là bằng, hồi nãy tính là bao nhiêu nhỉ? Đâu rồi? Delta L của anh tính được nó là 1 chia K. Và A của chúng ta là bằng 3 chia K. 3 chia K. Được chưa? 3 chia K và delta L chia K. Như vậy ở bài này người ta bảo cái gì? Tính gia tốc cực đại. Mà chúng ta biết rồi, A max thì bằng gì nhỉ? A max thì bằng omega bình phương nhân với A. Omega bình phương nhân với A. Mà omega thì bằng gì? Căn bậc 2 của K chia cho M, ôm không mỏi mà. Nhưng mà có bình phương ở đây chúng ta mất căn luôn. K chia M và nhân với A, đúng không ạ? Nhân với A. Như vậy bây giờ chúng ta thế cái này vô và chúng ta sẽ có được là gì nhỉ? K chia M thì nó sẽ bằng là G chia delta L. Trong con lắc lò xo mà chúng ta có một công thức là omega bằng căn bậc 2 của G chia delta L, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có quyền chúng ta ghi đây là G chia cho delta L này. A là chúng ta thay bằng 3 chia cho K, đây dấu nhân nhé. Được chưa? Thay từ từ thôi, lần thì chúng ta sẽ thấy là thằng này á, 10 này chia delta L này, thấy không? G chia delta L mà. G chia delta L 3 nhân 10 là 30. K là bằng 1 chia K lại bằng delta L. Như vậy rõ ràng 1 chia K bằng delta L, như vậy delta L với 1 chia K này nó mất, đúng không? Đúng chưa? Là sao nhỉ? À, nói lại G này nhân 3 này, được chưa? Chia cho delta L thì bằng 1 chia K và nhân 1 chia K, vậy cái này nó bằng 30. Và đơn vị của chúng ta là mét trên giây bình phương. Được chưa? Các bạn nào không hiểu bài này không ha? Nó hơi bị lag một xíu. Được chưa? Bạn nào không hiểu bài này không ha? Chất lượng nó lại kém đó nhỉ? Các bạn có phải lag không nhỉ? Ok, các bạn hiểu bài này chưa ha? Để chúng ta tiếp tục next sang bài tiếp theo này. Rồi. Ok. Đồng ý rồi nha. Những cách tính ở đây là những cái cơ bản nhất nha. Tại sao mình cứ cảm giác nó giật là thế nào ta? Rồi bạn kia các bạn la lên để cho mình biết là nó không còn lag ở đây để chúng ta làm tiếp này. Chưa? Chứ mình sợ các bạn không coi được. Hôm nay mạng nó bị chập chờn một xíu. Em chưa kiểm tra xem wifi nhà mình có bị ai câu mất không. Bây giờ mà lại chậm thế. Rồi, như vậy chúng ta tiếp tục đến bài tiếp theo nhé. Một bài tổng hợp giao động. Wifi của mình xài thôi mà sao lại lạ lùng nhỉ? Rồi, bài này bạn nào ra kết quả nhanh nhất nào? Yêu cầu một các bạn nào ra kết quả nhanh nha. Bài này là bài dễ nha. Chắc chắn là mình biết là các bạn sẽ học những cái phần này rồi. Chúng ta chỉ cần chúng ta củng cố lại, chúng ta luyện tập cái khả năng phản xạ một cái bài toán để cho nó nhuần nhuyễn. Chúng ta đi thi nó tự tin hơn. Thì khóa này gọi là chinh phục và dao động mà, đúng không? Thế sau rồi mình sẽ làm thêm khóa là chinh phục điện xoay chiều nữa. Hứa với các bạn là mình sẽ làm. Rồi, bài này bạn nào làm ra kết quả nhanh nào. Hôm nay hơi ít người ấy. Hồi nãy có 3 đứa kêu nay đi học thêm không coi được, về coi lại. Ok, bạn nào làm ra cái bài này rồi nè. Trừ pi 6. Hùng sao em làm cao thủ thế? Rồi, có nào làm thêm được cái bán khác này? Các bạn nào được đáp án khác không ta? Dường như những bạn này không làm khó được bạn Hùng. Do mạng em ơi, chứ anh thấy anh hỏi mấy đứa kia nó coi vẫn ok. Thằng Sang nó đi học thêm rồi. Hôm qua nó mới hỏi anh cái bài kia, đi thi ở hôm nay nó thi, nó kiểm tra. Cảm giác nào nó chậm kinh khủng. Chưa học tới à? Em Phúc em có dẫn em chưa học tới tổng hợp dao động à? Chưa học tới tổng hợp dao động à Phúc? Em phải đổi chất lượng nha, nếu mà có gì các bạn đứng thì các bạn coi lại một xíu nha, anh giảm chất lượng một chút xíu rồi. Rồi anh sẽ giải chi tiết bài này mà yên tâm. Được chưa, bạn nào bạn khác làm được không nhỉ? À, Phước làm được chứ Phước? Lê Xuân Mạnh 98, Toàn Ngọc, Tạch là mấy điểm? Thật ra thì các bạn hãy nhớ một cái câu như thế này này. Câu này anh vẫn hay nói với bạn gái mỗi khi bạn gái điểm thấp. Đó là điểm số chỉ là phong độ thôi. Giờ nó không có nói là một xíu nào. Quan trọng là các em làm được. Giờ mà điểm số là phong độ, một phong độ là nhất thời, còn đẳng cấp là mãi mãi. Đúng không? Nên là mình phải tự tin cái đẳng cấp mình, chứ sao lại cứ quan trọng cái điểm số. Khi nào em cầm 10 điểm em vẫn còn phê ấy, thì em vẫn chưa giỏi đâu. Khi nào em cầm 10 điểm em thấy là cái này bình thường thì lúc đó em mới thấy giỏi. Ok, rồi chúng ta giải bài này nha. Các bạn hối rồi. Rồi, như vậy ở bài này nó có hai cách. Một là chúng ta sẽ dùng hàm số để chúng ta giải. Hai là chúng ta sẽ dùng nhận đồ vector. Nhưng mà đây thì anh khuyến khích em dùng nhận đồ vector vì nó dễ hiểu. Nhưng mà muốn xài được nhận đồ vector thì các bạn phải biết một chút về định lý hàm sin. Đầu tiên vẽ cái trục nằm ngang này, trục không này, được chưa? Đây là O ha. Rồi. X1 bằng A cốt omega t cộng pin 3. Như vậy cái pha của nó là pi/3. Như vậy anh sẽ vẽ cái biểu diễn cái dao động 1 lên, pi/3. Đây là x1, biên độ của nó là A và góc này là pi/3, được chưa? Dao động thứ hai, độ lớn của nó là biên độ là B và cái pha của nó là -pin 2. Như vậy sẽ -pin 2 xuống trừ pi/2, độ lớn của nó là B, đây là x2 ha, x2. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng quy tắc hình hành, chúng ta tổng hợp hai cái vector lại xem nó là như thế nào. Tổng hợp lại. Rồi, đây là quy tắc hình bình hành và đây chính là cái vector x của chúng ta, và cái này nó bằng 8 để bạn nó cho, được chưa? Như vậy góc này là góc -pin 2, góc này là -pin 6 này, góc này là pin 6 này nha. Đến đây á, thì các bạn có thể nhìn thấy là đây là pin, đây là ở trong này là pi/3. Như vậy cái trên này á, ở đây là pi/6, đúng không? Pi/6. Mà trong tam giác là chúng ta có một cái định lý hết sức là quan trọng, đó là định lý hàm sin. Trong tam giác là A chia sin A, tức là cạnh chia cho góc đối diện của nó, bằng B chia sin B, bằng C chia sin C, và bằng luôn là 2R thì phải bán kính đường tròn tiếp tam giác, được chưa? Thế đây là công thức hàm sin, nhưng mà chúng ta quan tâm đến cái phần đầu này thôi, vì chúng ta hay xài đến nó, được chưa? Như vậy bây giờ anh sẽ lập một cái đoạn này nè, 8 tức là đoạn dưới, đoạn biên độ tổng hợp này chia cho sin pi/6, được chưa? 8 chia sin pi/6, bởi vì mình đang tìm b bằng bao nhiêu để phi mắc, để tìm phi bằng bao nhiêu để b mắc mà, nên chúng ta sẽ lấy thằng này để chúng ta chia cho pi/6, tức là cạnh chia góc đối diện, chia sin góc đối diện, được chưa? Rồi, tương tự như vậy nó bằng với Cái cạnh này này, cái cạnh x2 này nó là b đúng không, thì nó bằng cái cạnh phía trên này đúng chưa nè, đúng chưa nè. Và góc này anh tạm gọi là góc phi đi, phi đi ha, được chưa. Như vậy chúng ta có b, tức là cạnh này này, đây là bằng cái góc, bằng cái cạnh bên phía bên này, hai cái này song song với nhau mà theo quy tắc hình bình hành thì nó chia cho và lấy b chia cho sin gì, sin của cái góc này. Mà góc này chúng ta biết rồi là gì, pi chia 3 cộng với phi, được chưa, pi chia 3 cộng với phi, đúng nè, đúng nè. Như vậy chúng ta suy ra b của chúng ta bằng, nhân lên chuyển vế thôi, b bằng mấy nhỉ, 8 sin pi chia 3 cộng với phi. Giảng xong rồi hỏi nhé, sin pi chia 6 vì cái màn hình nó che hết rồi, pi 6, được chưa. Như vậy để b mắc thì chỉ có một trường hợp duy nhất xảy ra, tức là sin thằng này bằng 1. B mắc khi và chỉ khi sin pi chia 3 cộng với phi bằng 1, được chưa. Đến đây các em giải phương trình lượng giác bằng cách các em bấm shift sin 1 thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ, pi chia 3 cộng phi, sin bằng 1 thì nó là pi 2 đúng không ạ. Rồi chúng ta suy ra được là phi của chúng ta bằng pi chia 2 mà trừ đi pi chia 3 là bằng pi chia 6. Mà để ý này, ở đây á, cái phi của chúng ta là âm, mà cái nghiệm của phương trình lượng giác á là pi trừ đi alpha cộng với k pi, cho nên là nó sẽ có một cái âm một cái dương. Và nhìn vô hình này chúng ta thấy là này âm, như vậy ở cái bài này chúng ta sẽ chọn cái pi trên 6 này là trừ pi trên 6 nhé, chứ đừng vội bệt cho là pi trên 6 là sai nha. Nhìn vô hình, được chưa, nhìn vô hình nha, được chưa, nhìn vô hình. Ok, là chúng ta sẽ có là pi 6. Ok, bài này bạn nào không hiểu không ạ? Ok, bài này các bạn nào không hiểu ha? Rồi, chào bạn Thiên Võ Thiên, bạn mới vào. Bạn đã nghe hình ảnh âm thanh ok không biết? Rồi, bài này các bạn hiểu chưa? Để mình nói sang bài tiếp theo nào. Thật sự là không có gì khó những cái bài này cả ha. Đó, bạn đã thấy ok bài này chưa, để chúng ta tiếp tục làm bài tiếp theo. Em mới vào hả? Em vào thì tí nữa, lát nữa thì em có thể coi lại cái video này, được chưa? Có thể là lên SchoolBus coi, hoặc là có thể lên YouTube thì mai em up, còn là SchoolBus thì nó có liền nha. Tí này em có thể coi lại nha, Võ nha, Thiên Võ Thiên. Rồi, ok, bài này bạn nào không hiểu ha? Trừ pin 6. Không biết các bạn có bị đứng không biết. Rồi, ok, chúng ta sẽ tiếp tục bài tiếp theo. Ở bài này tiếp tục nha. Rồi, bài này đồng chí Sang hôm qua mới hỏi anh. Thì bạn nào giúp đồng chí Sang một chút xíu nào. Hôm qua nó hỏi bài này. Đó, bài này anh có thể anh sắp lại cái đề cho nó đẹp một xíu là x1 bằng a cos omega t, x2 bằng 2,5 căn 3 này. Được chưa? Này là phi 2 này. Biên độ dao động tổng hợp 2,5, biết A1 đạt giá trị cực đại. Để anh coi lại cái đề, cái đề cực đại là mấy, thằng này nó gửi thiếu cho anh rồi. Đúng rồi, đề đúng rồi, chính xác nha em. A1 nó hỏi A1 cực đại thì A2 bằng mấy, thì phi 2 bằng mấy, thì phi hàng bao nhiêu, được chưa? Rồi, bạn nào làm nhanh bài này nào. Cộng hai phương trình lại là trường hợp khác, nếu đã làm lâu. Cộng hai phương trình thực sự là lượng giác lâu lắm em ạ. Nghe em toàn nha. Cộng hai phương trình lâu lắm. Nhưng mà dùng biểu đồ vector nó nhanh hơn. Và bài này ai có kết quả rồi nhỉ? Bài này hôm qua bạn đồng chí Sang mới hỏi, là đồng chí Sang không đến. Ok, Trần Trân có đáp án không Trần Trân? Áp dụng những cái vừa học lúc nãy nha. Áp dụng những cái vừa học. Rồi nó làm bài này thấy là cực kỳ đơn giản. Rồi, kết quả bài này là bao nhiêu hả Hồng ơi? Số người đang tăng lên, rất là vui. Bao nhiêu hả Hồng, bao nhiêu hả Trần Trân, bao nhiêu hả Phước, bao nhiêu hả Thiên, bao nhiêu hả Toàn? Đáp án bài này bao nhiêu nào? Các bạn luôn luôn các bạn nhớ cho anh một câu, đó là điểm số chỉ là phong độ thôi ha. Phong độ là nhất thời và đẳng cấp là mãi mãi. Đừng có phê vì 10 điểm. Rồi, bao nhiêu nhỉ? Pi trên 2. Pi trên 2 rất nhanh mà lại không chính xác. Hãy thử tính lại. Và các bạn kia cũng đặt bút tính bài này thử xem bao nhiêu ha. Bạn Thiên Võ ha. Phát điện là sao nhỉ? Em coi được bài này em tính là bao nhiêu nhỉ? Không lẽ anh là phải giải bài này tiếp, đúng không? Pi trên 2 là chưa đúng đâu nha Trần Trân. Anh cần một đáp án khác. Trừ pi trên 2 vẫn chưa đúng. Trừ pi trên 2 vẫn chưa đúng. Pi trên 2 vẫn chưa đúng. Người ta hỏi là phi hàng bao nhiêu, chứ người ta không hỏi là cái góc khác. Các bạn thấy hay thì các bạn có thể là mời các bạn của mình vô coi với nhé. Từ từ đúng không? Rồi anh sẽ cho em thời gian mà. Yên tâm, anh đâu có vội cái này đâu. Bài này là bài của các em. Rồi. Chào Giang. Giang mới vô. Ok, làm bài đó đi em. Trên màn hình kìa. Phía sau chắc có phải là anh phải dời lại lịch là 8:30 nhỉ? Cho nó đông đông tí cho các bạn vừa đi học về. Rồi các bạn học trên, có thể bạn học trên Moodle hay là trên gì đó, các bạn qua đây học luôn ha. Giờ anh sẽ giờ là 8:30 nhỉ. Ok, bài nào giải ra rồi nào. Trừ biên 2 và biên 2 đều sai nhé. Đáp án khác. X1, anh đang ghi lại cái đề A1. Cos omega t này. X2 bằng 2,5 căn 3. Cos, thằng Sang nó hỏi bài này omega t cộng với phi 2, được chưa? Thu được biên độ cho đầu tổng hợp là x bằng 2,5. À quên. Tức là biên độ tổng hợp là 2,5 ấy. A1 cực đại thì phi 2 là bao nhiêu? A1 max thì phi 2 bằng bao nhiêu? Cái đề là thế. Rồi, xin mời đáp án nào. Sao lâu thế nhỉ? Là bài này là một là trừ pi chia 1 bằng pi chia 4 hả? Pi chia 4 vẫn chưa đúng em ơi. Em Trần Trân ạ. Bài này có thể là pi chia 4 cũng sai nốt. Pin 4 sai nốt. Đổi đáp án sành sạch thế. Không nhìn thấy căn 3. Cái đấy là không phải ngụy biện. Cái đó là phải tại ai? Tại em. Nhìn không rõ. 2,5 căn 3 nha. Năm phần 2 pi hả em? 5/2 pi không đúng. Rồi anh sẽ không làm khó với em nữa, anh sẽ giải cho em bài này luôn ha, vì nó lâu rồi mất công ha. Rồi như vậy thì đầu tiên á là các em phải biết được là chúng ta cần vẽ nhận đồ vector ra để xác định góc này là xem nó là cái nào, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ anh sẽ xin phép anh bôi các bạn này đi chút xíu nha, để lấy chỗ. Rồi, chúng ta có là x1 bằng a cos omega t, đúng không? Như vậy cái x1 này pha ban đầu của nó là 0. Đồng ý ha? Pha ban đầu của nó là 0, như vậy chúng ta anh sẽ vẽ 0 là x1 này. x1, được chưa? Và cái biên độ của nó là a1. A1 nha. Bôi xíu rồi. Đây là góc. Rồi, đến tiếp theo là x2. X2 thì bằng 2,5 căn 3 cos omega t cộng phi 2. Như vậy anh sẽ vẽ một cái vector x2 bất kỳ. Anh vẽ ra bên này. Mục đích là cho nó dễ tính chứ không phải là sắp đặt gì cả. Sao lại xấu thế này nhỉ? Lại xấu thế này. Rồi các anh coi tương đối thôi nhé. A2. Được chưa? Đây là x2 là A2, đây là cái góc này này. Góc này là góc phi 2, được chưa? Như vậy đến đây chúng ta dùng quy tắc hình bình hành, chúng ta tổng hợp hai vectơ lại, tổng hợp lại, được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái vectơ thứ ba, vectơ này, đây là x của chúng ta, và cái này nó bằng là chỗ này là nó là biên độ cực đại mà mình ghi là a đi ha. Rồi như vậy đến đây chúng ta phải biết là chúng ta sẽ dùng định lý làm sin rồi, được chưa? Nhưng mà trước khi đó thì mình sẽ gọi tạm cái góc này là góc alpha, được chưa? Như vậy góc này là alpha thì góc này cũng phải là gì nhỉ? Alpha vì nó không, nó đó phải là alpha vì nó so lên, nó phải là alpha đâu ha. Góc này là alpha, được chưa? Rồi, anh sẽ nối dài cái phần này ra tí. Thì góc bên này này. Nó có phải là pi trừ đi phi 2 không? Đúng không? Pi trừ phi 2. Được chưa nào? Pi trừ phi 2. Phi 2 là cả cái phần này luôn nhé. Được chưa? Thì góc phi 2 là cái từ cái thằng A2 này về đây này. Thì còn bây giờ pi trừ phi 2 tức là phần này. Được chưa? Và góc so le của nó là góc trên này. Rồi ha. Như vậy bây giờ anh sẽ dùng định lý làm sin, anh lấy A1. A1 thì phải chia cho sin mấy? A1 thì phải chia cho sin alpha, đúng không? Sin alpha bằng với A1 rồi thì phải lấy cạnh A này, đến là cạnh A này, A này, được chưa? A sin của đối diện mà đây là dưới này, đúng không? Phải chia cho cái cạnh dưới đầu dưới này. Mà em để ý đi, nhìn nó thì nó bằng cái gì? Em thấy hai cái này là hai góc đồng vị không? Thấy không? Như vậy cái góc bên này này tức là gì? Pi trừ đi phi phi 2. Như vậy sin của pi trừ đi phi 2. Ok. Rồi, tức là chúng ta suy ra A1 của chúng ta là bao nhiêu? Để A1 mắc mà, mình đã khảo sát A1 mắc mà, đúng không? Rồi bằng bao nhiêu nhỉ? Như vậy thì suy ra A1 thì bằng là gì? A sin alpha chia cho sin của pi trừ phi phi 2. Được chưa? Như vậy để mà A1 mắc thì chỉ có một trường hợp, tức là sin alpha bằng 1 thôi. Thì A1 mắc, còn cái phi 2 đâu có liên quan đâu. Chỉ có cái alpha là nó biến đổi này. Được chưa? Sin alpha mắc, như vậy cái alpha này chúng ta là bằng pi chia 2. Được chưa? Alpha pi 2. Alpha pi 2, được chưa? Alpha pi 2 nhá, alpha pi 2. Mà đã alpha pi 2 rồi á, được chưa? Thì nguyên cái hình này, nó trở lại hình gì ạ? Nhưng ai cho biết là cái hình này nó trở thành hình gì nếu mà alpha là góc vuông? Nếu mà cái này nó là góc vuông thì cái hình này trở thành hình gì? Nếu mà không hiểu phải la lên nhé. Nè, nếu bây giờ alpha mà là góc vuông á thì có phải cái tam giác, O A1 A tam giác vuông không? Mà đã vuông á thì chúng ta có định lý Pythagore, ha. Thì chúng ta có là gì? A1 bằng căn bậc 2 của gì? A bình cộng với, tức là cạnh này bình nè, cộng với cạnh này bình nè. Và đây là cái cạnh bên này là A2, tức là cộng với A2 bình phương bằng với. Thì anh tính rồi, lắp số vô thì đó là căn của 25 thì nó bằng 5 cm, được chưa? Rồi, như vậy cái A1 này bằng 5. Chúng ta thay ngược lại vô cái phương trình đầu tiên này, được chưa? Thì chúng ta thấy là sin alpha này này. Chúng ta thấy từ cái 1 này này. Từ 1 này chúng ta suy ra 1. Các bạn phải ngẫm lại nha, nếu mà không hiểu thì phải hỏi lại nha. Xong rồi mới hỏi lại nhé. Thì chúng ta thấy là sin của pi trừ phi 2 có phải là bằng A1, A mà chia cho A1 không? Vì cái sin alpha là 1 rồi. Đúng không? Sin alpha là 1 rồi. Rồi, A nó trả là bao nhiêu nhỉ? 2,5. 2,5 mà chia cho 5 là bằng 1/2. Như vậy, cái sin pi mà trừ đi phi 2 của chúng ta nó bằng 1/2. Và chúng ta sẽ từ đây chúng ta giải phương trình lượng giác, chúng ta suy ra phi 2 của chúng ta bằng 5 pi chia 6. Nhìn đây biết này, đúng không? Tại vì nó dương ở phần phía trên mà. Đúng chưa? Nó lấy mình lấy 5 pi 6 luôn. Đáp án của bài này là như thế. Được chưa? Và bạn Hùng đúng 5 pi 6. Chưa? Ở bài này nó cho trắc nghiệm, nó cho hai đáp án. Dĩ nhiên là không thể nào mà có cả trừ pin 6 và cả 5 pin 6 được. Nó cho một trong hai đáp án thôi. Và các bạn làm trắc nghiệm thì các bạn sẽ thấy được một đáp án trong cái cách mà bạn tính ra. Được chưa? Ok, bài này các bạn nào không hiểu không? Bạn là Hùng đúng rồi đấy. Giờ lại cao thủ thế hả em? Rồi, bạn nào không hiểu bài nào không hả? Để anh biết anh chỉnh lại này. Xin lỗi các bạn Tiến nha, các bạn Kiếm. Ok, rồi chúng ta sẽ làm bài tiếp theo. Ok, bài này các bạn ok chưa nhỉ? Để mình làm bài tiếp theo này. Rồi, như vậy là chúng ta làm xong bài này ha. Bài này đã thấy là không có gì là khó, đúng không ạ? Đúng ạ. Rồi, next. Bài này là cái bài mà hôm qua cũng có một bạn hỏi và anh cũng trả lời rồi. Xin mời đáp án bài tiếp theo. Xin mời đáp án bài tiếp theo nào. Hello. Hả? Ừ, em biết rồi. Ok, bài này các bạn nào làm gì được không nhỉ? Bữa sau là cái về cái level nó phải xuống một chút xíu vì bài khó quá cho nên là làm rất chậm. Rồi mình sẽ bài này các bạn nào làm được không? Các bạn học dao động tắt dần rồi đúng không ạ? Rồi nào. Nào, đáp án bài này nào, ai bót lên nào, sao lại đông người thế này? Rồi, một đồng chí Sang mới về hả? Rồi, đáp án này là bao nhiêu nhỉ? Chính xác 59B. Năm 7B là bị dính 7 rồi. Năm 7B là dính 7 của thằng Sang rồi. Thằng Sang qua nó cũng bị dính 7 cái bài này. Chưa? Rồi. Rồi các bạn nào làm được bài này nữa không nhỉ? Comment lên nào các bạn. Tự nhiên thấy đông hẳn lên. Rồi, thì bây giờ xin phép anh sẽ giải bài này luôn ha. Rồi các bạn cùng nhau chúng ta làm bài này. Đầu tiên á là các bạn nhìn vô cái đề này, đọc đề cái đã. Một con lắc thầu độ lớn 100g, lò xo độ cứng 0,1 Newton trên cm. Chú ý là Newton trên cm nha, Newton trên cm. Dao động tắt trần từ thời điểm t bằng 0 với biên độ ban đầu là 10. Trong quá trình dao động, lực cản tác dụng vật có độ lớn không đổi là 10^3 Newton. Tính tốc độ lớn nhất của vật tại thời điểm t bằng 21,4 giây, đúng không ạ? Rồi, như vậy thì bài này chúng ta sẽ tính được cái gì? Đầu tiên là chúng ta tính được omega là bằng bao nhiêu cái đã, đúng không ạ? Omega bằng căn bậc 2 của k chia cho m. Và các bạn chú ý đơn vị của cái thằng này phải đổi đơn vị ha, Newton trên cm thì các bạn phải đổi thành Newton trên mét bằng cách lấy cái đó bạn chia cho 10^(-2), được chưa? Được chưa? Thì các bạn tính luôn thì các bạn sẽ ra được là căn bậc 2 của k là bằng 1 này, chia cho m là 0,1 thì bạn là bằng 10. 10 căn 10 thì mình lấy là pi luôn đi ha. Pi radian trên giây. Được rồi ha. Như vậy từ đây chúng ta suy luôn được chu kỳ của chúng ta t bằng 2 pi chia cho omega bằng 2 giây. Nha. Như vậy thì chúng ta thấy là một chu kỳ là 2 giây, được chưa? Một chu kỳ là 2 giây, nửa chu kỳ là 1 giây. Được không nào? Nửa chu kỳ là 1 giây cái đã. Để mình nói cái sau, được chưa? Rồi ha. Mà chúng ta có một công thức rất là quen thuộc trong cái phần dao động tắt dần, đó là công thức độ biến dạng khỏi vị trí cân bằng, tức là công thức phải nói làm sao ta, phải nói công thức này là như thế nào nhỉ? Độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ, được chưa? Tức là chúng ta sẽ có được là độ giảm biên độ sau một chu kỳ, tức là 2f cảm chia k. Đây tức là độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ, được chưa? Độ giảm biên độ. Ok, độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ. Như vậy chúng ta sẽ lấy là đây là 2 này, f cảm là 10^-3 này, chia cho k là 1. Như vậy nó bằng 2 nhân 10^-3 mét, được chưa? Hay là bằng 2 mm. Như vậy sau mỗi chu kỳ thì cái biên độ của nó sẽ giảm đi lại là 2 mm, được chưa? Như vậy người ta bảo là tốc độ lớn nhất của vật tại thời điểm t bằng 21,4 giây. Bây giờ chúng ta tính 21 giây đã, để 0,4 giây kia chúng ta tính sau, được chưa? 21 giây kia chúng ta tính đã. Yeah. Như vậy sau 21 giây tức là 21 lần nửa chu kỳ á, được chưa? Nửa chu kỳ thì vật tiến lại ô một đoạn là bao nhiêu? Tức là cái biên độ của nó giảm đi á, biên độ giảm đi 21 mà nhân cho 2 thì bằng 42 mm. Mà lúc đầu biên độ của nó là 10 cm, tức là 100 mm, được chưa? Được chưa? Như vậy biên độ còn lại là 100 mà trừ đi 42 không? Thì nó sẽ bằng là 58 mm. 100 - 42 bằng 58 hả? Rồi ha. Được chưa? Như vậy là ở thời điểm 21 giây á, thì vật đang ở biên cách cái vị trí cân bằng là vật đang đâu này, vật khúc này á là 58, được chưa? Và đang tiến về vị trí cân bằng, được chưa? Như vậy thì còn 0,5 giây còn lại nữa, được chưa? Tức là 1/4 chu kỳ. Vì đề bài người ta hỏi là 21,4 mà 21,4, nhưng mà mình tính làm tròn là 21,5 đi, để mình xem cái đó nào gần để mình tính mình lấy, được chưa? Như vậy thì là sau 0,5 giây còn lại á, thì vật sẽ rời tốc độ cực đại và đến vị trí O, được chưa? Được ha, hiểu ý nói nha. 0,4 giây còn lại á, thì nó suýt soát là 0,5. Như vậy chúng ta sẽ tách ra là chúng ta sẽ có là 0,5 thì nó đi được 1/4 cái đoạn đó, được chưa? 1/2 chu kỳ thì được là 1 là 2 cm, như vậy 1/4 chu kỳ thì được là 1 mm, được chưa? Như vậy thì sau 0,4 giây á, thì vật sẽ đi lại cái vị trí cân bằng O, được chưa? Cách O, cách vị trí mà cách O một đoạn là 1 mm. Đoạn này mình nói hơi khó hiểu một xíu nhỉ, cảm giác nó hơi khó hiểu. À, sao có cái gì đây? Đâu rồi? Đúng rồi. Bây giờ để tính nè, đang nói nhưng nó có đứa nhắn tin. 21 giây á là biên độ của nó chỉ còn 58 thôi. Đúng nè, đúng nè, 21 giây là 58 thôi. Ở đây là 21,4 giây. 21,4 giây. Được chưa? Nhưng bây giờ mình sẽ không tính 0,4 mà mình tính đến 0,5 đi để xem nó là bao nhiêu. À, nếu mà 0,5 á, nếu mà 0,5 anh đang nói nếu mà 0,5 nha. Nếu mà 0,5 á, được chưa? Tức là 1/4 chu kỳ á, thì quãng đường của nó đi được á, tức là độ giảm biên độ của nó sẽ cách nó sẽ là 1 mm, được chưa? Được chưa? Có hiểu ý nó không ta? Mình không biết diễn đạt cái này làm sao để cho các bạn hiểu ha. Đang là 58 này, được chưa? Thêm 0,4 giây nữa. À, thêm 0,4 giây tức là gần 0,5, mà 0,5 giây thì đi được 1. Đi được 1, đúng không ạ? Biên độ nó đang 58 mà nó giảm 1 thì nó còn 57. Được chưa? 57. Như vậy cái Vmax của chúng ta nó sẽ suýt soát, nó sẽ bằng gì? Omega nhân với a biên độ mới á, phải omega là pi nhân với cái biên độ còn lại của nó sau 21,4 giây là nó suýt soát 5 thì chúng ta sẽ có là nhân với 57. Được chưa? Được chưa? Như vậy chúng ta có 57 pi cm trên giây. Hiểu ý nó không? Nhá, hiểu ý nó ha. Như vậy bạn Hưng, bạn Hùng đúng nha. Đấy, bạn Sang trả lời bạn Ngô đúng rồi đấy. Công thức đó là chúng ta đã được học. Bây giờ chúng ta cần áp dụng là ok. Đấy, cho nên anh mới nói là đẳng cấp là mãi mãi là thế nha. Được chưa? Hôm nay là toàn những bài gọi là giết người không ấy à, cho nên là cái phòng này nó không khí nó im hẳn đi. năm bảy em ơi. Hôm qua là thằng Sang nó cũng gửi cho anh một cái bài như thế này, nhưng mà cái số nó khác thì nó tính một hồi sau ra 59, nó tính một hồi sau ra 59. À, nó nhớ 59 nó bó lên, anh cũng nhớ là đầu là cái bài này nó 59 nên là anh cũng không nhớ kỹ, anh quên mất. Được chưa? Đấy, nó phải đôi khi nó phải là mừng hụt một chút xíu chứ. Được chưa? Như vậy ở bài này thì chúng ta thấy là có những bài thì chúng ta chỉ cần tính gần đúng thôi, chứ chúng ta không cần tính phải gần, chúng ta không cần tính chính xác. Được chưa? Chúng ta tính gần đúng cái kết quả, chúng ta chọn cái đáp án gần nhất là ok ha. Rồi, và nhớ anh dặn là kiểm tra hay thi gì đó mà có được 10 điểm thì cũng đừng bao giờ phê ha. Yeah. Khi nào mà được 3 điểm ăn phê. Yeah. 10 điểm không có gì phê cả, 10 điểm là phong độ thôi ha. Đấy, như vậy bài này các bạn nào không hiểu nó không? Rồi chúng ta sẽ cái bài khác. Hôm nay là toàn những bài nó tương đối là nó khó khăn một chút xíu. Tương đối là nó khó khăn một chút xíu nha. Hơi rườm rà một xíu về cho động tác dần để chúng ta chinh phục những cái câu khó. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta lấy cái bài tiếp theo. Bài này nó tương tự như một bài trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa rồi, bài 2 vật mà mắc vào một cái dây, được chưa? Thì bạn Phước cũng đã giải được bài này rồi, và đáp án của bạn Phước thì không biết đúng hay sai. Được chưa? Không biết sao sai. À, không biết đúng hay sai, bạn Phước làm biết đúng hay sai. Được chưa? Như vậy bạn này bài này cần một đáp án nhanh nhất này. Bị nếu mà bị không điểm xử thì không ai gọi là phê cả. Mà mình phải nói câu gì em DM Facebook anh sẽ trả lời cho em mấy câu đấy. Cho anh không tiện nói ở đây. Bị không điểm xử mà phê cái gì? Cái đó là một điều gọi là đáng buồn chứ không phải là đáng vui đâu nhé. Rồi bài này kết quả bao nhiêu bạn ơi? Các bạn ơi, kết quả bao nhiêu? À, xin lỗi các bạn, anh nghe được hỏi mẫu chính nhé, một xíu thôi. Rồi, ok các bạn đã quay trở lại rồi, có người mới gọi điện báo. Rồi bài này các bạn bao nhiêu nhỉ bạn nhỉ? Sao lại mơ màng hả Ngọc? Ngọc ơi, xem mơ màng hả Ngọc? The super like night là cái gì vậy trời? Đọc cái tên em mà anh không đọc được là cái này. Ngọc ơi đừng hoảng vội nha, vì những bài này là những bài gọi là lấy điểm cao. Còn nếu em muốn gọi là 7-8 điểm ấy thì em cứ học những bài bình thường là được rồi, hiểu không? Còn đây là hôm nay anh muốn khởi động một chút xíu những bài nó gọi là sâu sắc hơn một chút xíu để xem các bạn như thế nào thôi, chứ thực sự thì mà nói thì anh sẽ không dạy những bài này nhiều ha. Anh sẽ dạy những bài gọi là cái cơ bản nhất và những cái thủ thuật để chúng ta làm bài nó ok hơn nha. Có thằng qua nó nhắn tin là thầy chỉ em mẹo với thầy. Thật sự thì không có mẹo gì cả, quan trọng là các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ hình thành một cái phản xạ và các bạn từ đó các bạn làm bài nó sẽ nhanh hơn. 80 đúng rồi em, sao toàn bọn này toàn là cao thủ không thế này? Anh giải không lại với em đâu, anh thật với em anh giải bài này cả mấy tiếng mới xong ấy. Bây giờ anh giải cho em khoảng 5 phút mới xong. ngay sau đây này. Được chưa? Rồi, thì không có mẹo nào hết, chỉ cần chúng ta chăm một chút xíu, chúng ta rèn một chút xíu là em sẽ hình thành được một cái kỹ năng tính toán. Không phải là nhanh gì, nhưng mà đủ sai nhá. Ngọc Huyền nhá. Ngọc Huyền sau khi nghe xong là thấy mơ màng về môn lý. Đấy, các bạn nào có thể nói cho bạn Huyền biết là cái môn này có khó không? Chính xác. Em không dạy được, em phải vui. Chứ không có gì phải mơ màng cả. Được chưa? Chưa? Có những đứa nó giải được mà nó chấp nhận, nó kêu là mình không biết gì để nó bóc lột kiến thức của ông thầy. Biết đâu nó biết thêm một cái gì đó, chứ không hẳn là cứ giải được là ok đâu. Thấy chưa? Không dạy được, từ đó mình học thêm được một cái, mình bỏ túi một cái mang về. Được chưa? Chứ không có gì phải gọi là lăn tăn cái việc đó cả. Không dạy được thì thôi, đây là học chứ có phải là thi đâu mà em lo. Đến lúc thi em không dạy được mới là chuyện. Đúng không? Còn cái học thì em bình thường thôi. Được chưa? Ha. Như vậy thì bài này anh sẽ giải cho các em như sau. Đầu tiên thì anh vẽ một cái hình này. Hình này á, đang treo một cái lò xo. Được chưa? Cái lò xo này mắc một cái vật. Anh thật là nãy giờ anh chưa ăn gì, đói lắm. Vật mắc vào một cái ở dưới này. Được chưa nào? Được chưa? Như vậy ở đây là, ở đây các em để ý á, ở đây là vật A này, ở đây là vật B này. Được chưa? Và cái sợi dây này nó đủ dài ha. Rồi ha. Đây là vị trí cân bằng ô này. Được chưa? Rồi. Hai vật cùng khối lượng kích thích cho nó khối lượng bằng lên mảnh nhẹ dài 10 cm. Sợi dây này 10 cm. Hai vật được treo vào lò xo có độ cứng K là 100 N tại nơi có G bằng 10. Lấy bình bằng 10. Khi hệ vật vào lò xo đang dao động ở vị trí cân bằng, người ta đốt sợi dây nối vật A và B. Vật B sẽ rơi xuống và vật A dao động điều hòa. Lần đầu A đến vị trí cao nhất, khoảng cách giữa hai vật là bao nhiêu? Biết rằng độ cao đủ lớn. Được chưa? Như vậy thì việc đầu tiên chúng ta phải kết luận, ý thứ nhất chúng ta kết luận là gì? Chúng ta kết luận là vật B nó sẽ rơi xuống. B rơi xuống. Có gia tốc bằng với gia tốc tổng trường. Được chưa? B nó rơi xuống với gia tốc bằng gia tốc tổng trường. Được chưa? Những bài này là bài lấy điểm cao nhé, chứ không phải là bài dễ đâu ha. Bài này là bài hơi phức tạp một chút xíu nếu không biết công thức của lớp 10. Được chưa? Được chưa? Rồi. Được chưa? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính được là sau đó cho nó nhanh ra. Như vậy chúng ta sẽ để ý là khi mà B rơi xuống á, thì A nó sẽ dao động điều hòa. Nhưng mà điều hòa với biên độ bao nhiêu? Biên độ bằng bao nhiêu? Đúng không ạ? Thì chúng ta có một công thức chúng ta tính được cái biên độ của cái dao động này. Khi mà móc cả vật B á, thì dĩ nhiên là cái lò xo nó sẽ giãn ra nhiều, đúng không ạ? Được chưa? Nó giãn ra nhiều lắm. Nó giãn ra nhiều hơn là khi mà móc hai vật nó sẽ giãn ra nhiều hơn là khi mà cái vật B nó rơi ra rồi. Được chưa? Cho nên chúng ta sẽ có là A dao động quanh vị trí cân bằng. Được chưa? Mới khi B rơi xuống. Được chưa? Cái vị trí cân bằng mới của nó chắc chắn nó phải nằm ở trên này, vì khi đó đây là ô mới này, vị trí cân bằng mới, vì khi đó cái vật B rơi ra rồi mà, cho nên là cái vật A này nó sẽ dao động với cái vị trí cân bằng quanh cái vị trí cân bằng mới quanh ở phía trên này, chứ không thể nào mà nó dao động ở phía dưới cân bằng ở phía dưới này được cả, vì nó nhẹ hơn mà, đúng không? Nó nhẹ hơn mà. Được chưa? Rồi thì cái biên độ của nó tính bằng công thức gì? A của nó sẽ bằng là m. M này tất nhiên là phải m của B và g chia k. Hay nói cách khác á, là cái biên độ của nó đúng bằng độ giãn của lò xo khi mà có vật B móc vô. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Và cái vật A này nó sẽ có gia tốc. Nó sẽ có gia tốc. Được chưa? A này nó sẽ gia tốc. Gia tốc của nó bằng gì? Là A này, A max. A của vật A thì bằng M. À, quên. Sao bằng omega bình A nhỉ? Omega bình A. Omega bình A. Được chưa? Chúng ta lấy cái A này chúng ta thay vô phía dưới thì chúng ta có là gì? Mà cái omega này á, omega này thì là phần là omega của vật A. Cho nên là omega của vật A thì bằng là K mà chia cho M, MA. Chứ không thể nào mà chia cho MB được. Và lấy cái này lắp vô thì chúng ta có là MB này, G này chia K. Tức là chúng ta thấy là hai này chia tiêu với nhau được nên chúng ta còn là gì? Chúng ta còn là MB chia cho MA nhân với G. Được chưa? Được chưa? Tí nữa thắc mắc thì chúng ta sẽ bàn lại nha, chứ bây giờ đừng comment vội. Được chưa? Đừng comment vội, từ từ hắn hỏi. Được chưa? Bây giờ anh tính này, anh tính riêng vật A này. Đối với vật A. Được chưa? Vật A. T của nó bao nhiêu? T bằng 2 pi. Hai pi căn m, m này m a chia k bằng nhiêu nhỉ? 2 pi căn m chia k thì bằng là 2 pi m m a là bao nhiêu nhỉ? M a của chúng ta là cùng khối lượng 1 đúng không? Như vậy là pi m là 1, 10, 10 chia k là k của chúng ta là 100, 10 chia cho 100 là 1. Như vậy là pi chia 5. Pi chia 5 giây. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Và cái biên độ của nó A này bằng M G chia K thì chúng ta cũng thay số rồi, chúng ta lắp được vô luôn, nó bằng 0,1. Đây này, bên công thức này này. Được chưa? Các em mới tính lại cho kiểm tra dùm nhé. Rồi, đây nó sẽ là 0,1. Như vậy đây chúng ta có A, chúng ta có T rồi. Rồi. Để ý này. Để ý này. Nó đang ở vị trí gì? Đang ở vị trí ở phía O này, đúng không? Vật A khi mà nó đốt, khi mà nó bung ra rồi mà nó đang ở vị trí này. Khi mà phải nói là sao ta? Đang ở phía dưới này nó mới chuyển động lên cái vị trí cân bằng. Thì các em để ý là nó sẽ đi được một cái thời gian, đó là T chia. Từ vị trí cân bằng bên này mà đến bên kia thì nó đi một cái đoạn là T chia 2. Đồng ý không? Nè, lần đầu tiên A lên đến vị trí cao nhất. Thấy không? Lần đầu tiên A lên đến vị trí cao nhất. Được chưa? Tức là khi mà nó rớt xuống á thì là thằng B nó đang ở bên âm, bên phía dưới này. Được chưa? Nó búng lên cái vị trí cao nhất. Tức là từ bên âm mà đến bên dương thì nó đi được cái quãng đường là T chia 2. Như vậy chúng ta có là thời gian là T bằng T chia 2. Thì có T là bằng pi trên 5 này. Mà chia cho 2 nó thì là pi chia 10 tức là 0,1 pi. Đây, từ từ để hỏi nhé. Được chưa? Mà vậy thì quãng đường bằng bao nhiêu nhỉ? S của nó, S của vật A đi được á, bao nhiêu? Từ bên này đến bên kia thì cũng phải là 2A. 2A. Đúng không? Mà A bằng 0,1 thì 2A bằng 0,2 mét. Được chưa? Rồi, tương tự anh đang tính với vật B. Nên nó bảo là gì nhỉ? Khoảng cách hai vật là bao nhiêu, đúng không ạ? Hai vật là bao nhiêu? B thì nó rơi xuống. Mà rơi xuống thì có công thức của rơi tự do. Công thức rơi tự do là gì? S. S bằng F0 cộng V0T cộng 1/2AT bình. Đó là công thức của chuyển động biến đổi đều. Nhưng mà rơi tự do thì nó chỉ có công thức là gì nhỉ? 1/2 GT bình phương mà thôi. Được chưa? Thay số vô này. 1/2 này. G là 10 này. T của chúng ta là mấy? T của chúng ta là mấy? Thời gian này nè, thời gian đến cao nhất này 0,1 pi bình phương. Và thay số vô các bạn cũng bấm được là 0,5 mét. Được chưa? Như vậy cái quãng đường mà nó rơi được á, từ cái lúc mà từ cái lúc mà đốt đến cái lúc mà lên A lên đến vị trí cao nhất là 0,5 mét. Được không này? 0,5 mét. Như vậy thì bây giờ tính là tất tần tân S của chúng ta bằng gì nhỉ? 0,5 tức là rơi xuống này Ô đâu rồi? Cộng với gì? Cộng với 0,2 là quãng đường mà A được này, A lên này, được chưa? Được chưa? Cộng với cái gì nữa? Thêm một cái nữa. Thêm một cái nữa là cái gì? Là cái sợi dây đó nó dài 10 cm. Chưa? Cộng với 0,1 và nó là 0,8 m. Ok. Ô, đâu mất đi rồi. Rồi, đó ra là 0,8 m nhé. Rồi, các bạn nào thắc mắc bài này không để chị nè. Sao nhỉ? Là các bạn đang bàn cái bài nào nhỉ? Các bạn đang bàn bài nào nhỉ? Rồi, cái bài trên các bạn hiểu chưa, để chúng ta cùng nhau chúng ta bàn bài đấy. Nhưng mấy các bạn chat rồi. Ôi. Em đang bàn cái bài 59B đúng không? Vì sao vậy? Bài đó sao vậy em? Cái bài 59B đó là có vấn đề gì hả? Cái đứa nhắn tin nó kêu anh dạy khó thế. Nay anh dạy bài khó thế. Và anh cũng hứa với các bạn là đến buổi sau thì chúng ta sẽ làm những bài nó dễ chịu hơn một chút xíu so với những bài này ha. Rồi, cái bài 59B đó thì bây giờ em muốn thảo luận cái vấn đề gì thì anh sẽ trả lời. Nào, bài 59B, cái bài mà 0,8 này là ok rồi ha. Anh sẽ lùi lại bài 59B đây. Rồi, bây giờ anh quay lại cái bài đó rồi thì em thấy nào, chỗ khi vật là đang dao động ở vị trí cân bằng là sao em nhỉ? Từ từ, thắc mắc bài nào? Em Phước thắc mắc bài nào? Đã khoan, từ từ thôi. Để anh để biết đó. Em nói từ đầu lại đi này. Rồi Phước anh nói lại anh hiểu từ đầu là chỗ nào nè. Khi hệ vật lò xo đang dao động ở vị trí cân bằng, anh không hiểu câu đấy. Câu nào? Tức là khi hệ vật và lò xo nó đang ở cái vị trí cân bằng ha. Nó đang ở vị, tức là hai cái thằng nó đang ở vị cân bằng thì người ta đốt. Thì tức lúc đó thì chúng ta thấy là cái thằng A nó cũng cân bằng mà thằng B nó cũng cân bằng, đang cân bằng, hai đang cân bằng thì người ta mới đốt. Chứ không phải là đang dao động cân bằng nhé. đang dao động ở vị trí cân bằng, tức là hai thằng đó, cái hệ nó đang cân bằng nha, đang cân bằng là mình mới đốt thì nó sẽ khác, được chưa? Em có thắc mắc thì thêm nữa không bài này không nè? Tí nữa em có thể PM Facebook anh nhé Phước nhé, được chưa? Nha. Tí nữa em có thể PM Facebook để anh nói với em cụ thể, anh có thể gọi cho em, anh nói cũng được. À không hiểu từ đó nhưng mà vẫn giải được mà, đúng không ạ? Tí nữa anh đổi PM Facebook nhé. Rồi thì hôm nay là những bài nó tương đối là nó phức tạp một chút xíu nha, và hy vọng là các bạn sẽ coi đi coi lại thì các bạn sẽ thấm được những cái ý của anh nói trong những cái bài này. Đó là những bài mà chúng ta cần để chúng ta lấy được những cái điểm nó tương đối là trên 8. Được chưa? Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây với những bài này và hy vọng là các em sẽ coi và các em nắm được những cái ý của anh ở trong cái phần này ha. Và các em nhớ một điều là những bài này là những bài dành cho những cái bạn mà muốn gọi là lấy cái điểm số nó cao hơn. Và trong quá trình học nếu các bạn có thắc mắc nào về những bài toán khó hay là bài tập khó thì em có thể là gửi qua Facebook của anh thì anh sẽ trả lời cho em ha. Và chú ý thêm một điều nữa là chúng ta làm việc nhóm mà, cho nên chúng ta tôn trọng ý kiến của nhau và chúng ta sẽ trao đổi với nhau một cách là thẳng thắn nha, chứ không cần phải e dè gì hết, được chưa? Không cần phải e dè, nhưng mà nó có một cái mức nào đó thôi nha. Cái trong room này thì không được nói bậy và nó phải tôn trọng ngôn ngữ một chút xíu ha. Chứ còn anh mà anh dạy ngoài là anh nói bậy hơi bị nhiều, được chưa? Không phải quảng cáo nhưng mà anh nói bậy rất nhiều. Nói vậy để các bạn hiểu bài đấy, hơn là nói đàng hoàng mà đếch hiểu gì hết nha. Rồi thì hôm nay những bài khó chúng ta tạm dừng ở đây và hy vọng các bạn sẽ gặp anh ở buổi thứ có lẽ anh sẽ giờ vào chủ nhật nha, anh sẽ giờ vào chủ nhật. 57B làm sao hòa sang bài đó? 57B có vấn đề gì bạn bài đó nè? Em sang có vấn đề gì ở cái bài 57B? Hôm qua anh đã gửi cho em đáp án rồi, cái bài đó rồi, anh đã gửi cho em rồi. Được chưa? Và tí nữa có gì em sẽ PM Facebook của anh. Và hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây ha. Và hy vọng là các em sẽ coi đi coi lại cái bài như thế này nhé. Thì những bài này là một gọi là các em để chị em chinh phục những cái câu khó trong phần dao động thôi nha. Ok nha. Thì các em chinh phục những câu khó thôi, còn những câu dễ hơn thì anh sẽ là dành buổi sau để anh dạy tất cả các bạn theo mặt bằng chung ha. Anh sẽ làm nó cái phần nó đơn giản hơn. Và đây có một cái bài tập cho các em đấy. Bài này là một bài va chạm, bài này là một bài va chạm bình thường nhưng phải nhớ được bảo toàn động lượng thì mới làm được. Và bài này sẽ hẹn các em vào tuần sau chủ nhật nhé, chủ nhật. Thế cái lịch này sẽ đổi vào ngày chủ nhật, tối chủ nhật, còn thứ bảy là anh có việc cho nên là thứ bảy chúng ta sẽ không lên sóng được. Ok, không lên sóng được nên là chủ nhật chúng ta sẽ gặp nhau ở cái room này, được chưa? Và cái lịch nó sẽ đổi lại thành chủ nhật nha. Còn bài này các em nhớ làm và bữa sau chúng ta sẽ xử lý tiếp cái bài này, được chưa? 15 cm, cái thằng kia mày làm nhanh thế đấy, được chưa? Thì thực ra bài này là bài dễ. Những cái bài dao động mà thuộc nó liệt kê vào những cái dạng khó là thường thường là nó rơi vào kiến thức lớp 10, bảo toàn động lượng hay là độ giảm thế năng, hay là công của độ giảm thế năng bằng công của lực ma sát này, hoặc là bảo toàn động lượng, hoặc là công thức chuyển động nhanh nhần đều. Rơi tự do giờ thì nó rơi vào cái phần lớp 10. Thế nên là để nắm được cái cốt lõi của những bài khó về dao động thì các em nên học kỹ phần lý lớp 10. Và anh giới thiệu luôn là trên SchoolBus này nó có một cái khóa học vào đến lớp 10, tức là khóa động lực học chất điểm. Nó cũng liên quan đến một chút xíu về cái phần này, và các em nếu có thời gian thì em sẽ cần phải tham gia cái khóa đó ha, cũng là free thôi, được chưa? Ok, chúng ta hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và chúc em ngủ ngon. Ngay bây giờ anh sẽ đi ăn và đi làm một chút việc cho buổi tối hôm nay đã, được chưa? Gắn công thức cũng được, nhưng phải hiểu cái công thức đó ở đâu ra thì chúng ta mới gắn, được chưa? Và nếu mà ai học Anh rồi thì em sẽ biết được là anh sẽ không tùy tiện anh sử dụng công thức, mà khi nào anh biết là công thức đó chứng minh như thế này ra thì chúng ta mới sử dụng, được chưa? Đấy, phải hiểu được cái gốc đó rồi chúng ta mới làm, chứ chúng ta không thể nào vẹt được. Ok, rồi bữa này đến đây là hết ha. Rồi hẹn các em vào ngày chủ nhật ha, anh sẽ đổi lịch luôn và chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày tối chủ nhật 20:30 nha, 20:30. Rồi chào em. Rồi các em ngủ ngon thôi ha, chứ bữa nay là đến đây là được rồi nhá. Và lưu ý là bài này hôm nay buổi hôm nay là buổi học nó hơi phức tạp một xíu nhé. Rồi chào Ngọc, chào Phúc, chào Sang, chào Hùng, chào Ngô, chào Giang, chào Nai, chào Thu, Trình Trân, Phước, rồi Tuấn, nhiều quá đọc hết. Rồi anh sẽ dừng cái stream này ở đây ha.